Bức ảnh về hai mẹ con vô gia cư làm lay động trái tim cư dân mạng. Hai bức ảnh được Del Denmundo, sống tại thành phố Philippines, chụp được khi anh đang bị tắc đường trong lúc đang lái xe trên đường cao tốc. Denmundo đã vô tình bắt gặp được khoảnh khắc đẹp khi hai mẹ con vô gia cư đang chơi đùa cùng với nhau đầy hạnh phúc bên dưới gầm cầu cạn trên đường cao tốc và nhanh chóng sử dụng điện thoại di động để chụp lại. Đây là bằng chứng cho thấy hạnh phúc là một sự lựa chọn. Denmundo sau đó đã chia sẻ lại khoảnh khắc đẹp này trên trang cá nhân của mình người mẹ và con trai vẫn chơi đùa giữa dòng xe cộ tấp nập giữa đói nghèo và thiếu thốn vật chất người mẹ và con trai vẫn hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có tôi đã chợt nhận ra rằng tình yêu của mẹ dành cho con mạnh mẽ như thế nào mà không cần đến vật chất đen mundo chia sẻ thêm về hình ảnh mà mình chụp được tôi đã rất căng thẳng vì những vấn đề trong công việc của mình nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ chơi đùa cùng mẹ của mình thực sự hạnh phúc mọi căng thẳng dường như tan biến Dan Mundo cho biết anh chỉ có thể chụp ảnh hai mẹ con từ xa mà không thể tiếp cận hay nói chuyện với họ vì giao thông đang bị tắc nghẽn. Ít ngày sau khi chụp những hình ảnh này, Dan Mundo đã quay trở lại vị trí đó để tìm hai mẹ con nhưng họ đã rời đi nơi khác. Tôi đã quay trở lại vào những ngày sau nhưng không thể tìm thấy họ. Tôi sẽ quay trở lại trong thời gian tới để tìm họ vì tôi vẫn nhớ rõ gương mặt của họ rất rõ. Dan Mundo chia sẻ thêm. Hình ảnh đẹp mà Dan Mundo chia sẻ đã nhanh chóng, gây suốt trên Facebook và làm lay động cư dân mạng khi có hơn 26.000 lượt thích và hơn 22.000 lượt chia sẻ. Nhiều trang Facebook lớn cũng đã chia sẻ lại khoảnh khắc đẹp này và cũng đã nhận được rất nhiều lượt bày tỏ cảm xúc. Cậu bé, lớn lên hãy làm người tử tế và che chở cho người phụ nữ của cậu thật tốt nhé. Mẹ cậu đã rất vất vả rồi. Một cư dân mạng bình luận về hình ảnh mà Denmundo Mundo chia sẻ. Đây mới thực sự là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc với những gì mình đang có. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với cả hai mẹ con. Một cư dân mạng khác chia sẻ trong cuộc sống đôi khi cũng cần phải nhìn xuống để biết được rằng có những người vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang có hình ảnh này đã khiến cho tôi thực sự cảm động một người dùng facebook khác bình luận tình yêu của mẹ dành cho con luôn là tình yêu vô điều kiện và đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất một cư dân mạng khác nhận xét tê thủy